Thưa quý vị, ngay sau khi xảy ra vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng tại đường Trung Kính, phường Trung Hòa vào ngày 24 tháng 5, thực hiện theo chỉ đạo của thành phố, UBND phường Trung Hòa và quận Cầu Giấy đã khẩn trương triển khai tổng kiểm tra, ra soát về an toàn phòng cháy chữa cháy đối với loại hình nhà trọ trên địa bàn. Tính đến nay, sau 3 ngày thực hiện, phường đã kiểm tra được 207 trên 633 cơ sở. Và trong đó, qua quá trình kiểm tra thực tế, cho thấy đa số các nhà trọ đều bộc lộ nhiều tồn tại. Mà nếu như ý thức của chủ nhà trọ không được nâng cao, công tác kiểm tra của địa phương không sát sao, thì những vụ cháy gây những hậu quả thương tâm vẫn có thể xảy ra. Đây là một nhà trọ ở địa chỉ ngõ 189, phố Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa. Nhà có họng nước chưa cháy nhưng lại không có vòi để sử dụng. Cầu thang thoát hiểm nhưng lại bị vật dụng sinh hoạt chắn ngổn ngang. Hàng loạt những tồn tại trong công tác phòng cháy chữa cháy được cán bộ của đoàn liên ngành chỉ ra sau quá trình kiểm tra. Đâu anh chỉ lối thoát nạn bây giờ đi đâu? Đây thoát nạn đây thì bắc sang nhà máy cầu sang bên này. Sang bên xóm đây. Nếu mà như thế là không đảm bảo nhé. Anh phải làm một cái đường thang tụt chậm nhé. Để làm một cái giá chắc chắn ở đây này, cố định ở đây này. Và sau đó là bắc tha dây phát là ném dây phát là mình cứ tụt giá vào người này, nó sẽ thít vào. Nó thít vào thì nó sẽ chạy tụt chậm xuống từ từ. Đấy nó có dây có cái hãm ấy. Đấy mình thì rất là an toàn nhé. Vì cái tốc ở trên này là tầng 6 rồi, rất là cao. Mình không thể làm thang dây được, mình phải là thang tụt chậm. Theo lực lượng chức năng, qua quá trình kiểm tra, tồn tại lớn nhất đối với các chủ nhà trọ hiện nay là liên quan đến việc chống cháy lan giữa khu vực nhà để xe với các nhà trọ ở trên tầng. Điểm yếu nhất là khu vực để xe lên các tầng trên là hầu như là chưa có cái cửa chống cháy và cửa ngăn khói. Đấy thì qua những cái buổi tuyên truyền và hướng dẫn như này mình cũng đã tuyên truyền hướng dẫn cho họ và họ cũng đã nhận thức được những cái mối nguy hiểm đe dọa họ ngay từ cái vị trí để xe. Cái thứ hai là cái vị trí lối thoát hiểm. Lối thoát hiểm thì nhiều nhà làm rất là tốt. Nhưng mà nhiều nhà ấy trong đó thì là có lối thoát hiểm. Có nhưng mà không biết đi đâu ở về đâu. Rất là bất cập. Chính vì vậy là mình cũng đã khuyến cáo người ta là mở lối thoát hiểm, có lối thoát hiểm thứ hai nhưng mà phải đi đâu về đâu, phải an toàn cho những cái người sinh sống trong cái tòa nhà đấy. Hầu hết cơ sở nhà trọ gặp vấn đề liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy, nhưng không phải là không có những cơ sở chấp hành theo các quy định. Việc tuân thủ này xuất phát từ sự tự giác của chủ nhà trọ cũng như sự lo lắng về trách nhiệm trước pháp luật nếu không may cháy, nổ xảy ra. Mình ở đây cũng là cả gia đình của mình ở chứ không phải là mình cho riêng trọ thuê không. Mình sắm đầy đủ các thiết bị như là mỗi tầng mình có thể trang bị hai cái bình bọt này và mặt nạ mình có thể để ngay ở cửa cho khách có thể ra. Khi sự cố khách có thể ra với được lấy được ngay cái mặt nạ để đeo. Ngay nữa là cái cầu thang bộ là nguyên nhân cháy lớn thường xuyên xảy ra ở dưới tầng 1 thì mình đã trang thiết bị là mình đã phải lắp hệ thống cửa ngăn khói phòng những khi đêm hôm cháy nổ mình có thể là cửa đấy sẽ ngăn cho mình trong vòng bao nhiêu phút đấy mình có thể đủ để sơ tán người lên trên này và thoát hiểm sang các lối xung quanh. Như ở nhà mình ở đây thì là mình có trang bị được 3 lối thoát hiểm. Trước số lượng nhà trọ cần kiểm tra là quá lớn, với nhiều vấn đề cần khắc phục, để đảm bảo tiến độ hoàn thành xong trước 30 tháng 5, đến sáng nay, Ủy ban Nhân dân phường Trung Hòa đã tăng cường thêm 3 tổ, từ 6 tổ ban đầu lên thành 9 tổ kiểm tra liên ngành. Các biện pháp khắc phục tạm thời cũng được triển khai khẩn trương, trong đó do các nhà trọ nằm tại khu vực ngõ nhỏ, ngách sâu, việc người dân tự chủ động trang bị các biện pháp, thiết bị phòng cháy chữa cháy là rất quan trọng. Đến ngày 10 tháng 6, nếu nhà trọ nào chưa khắc phục được các yêu cầu cần làm ngay, Ủy ban Nhân dân phường Trung Hòa sẽ tiến hành lập rào chắn, gắn biển công trình không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy để khuyến cáo người đến thuê. Thứ nhất là một số hộ là chưa xây dựng hồ sơ quản lý về theo dõi thiết bị về phòng cháy chữa cháy. Thứ hai nữa là về chưa có giải pháp về ngăn cháy lan. Và thứ ba, chưa bố trí đầy đủ về lối thoát nạn cũng như là lối thoát nạn chưa đảm bảo. Thì trong biên bản chúng tôi đều ghi nhận và yêu cầu các hộ gia đình thực hiện theo ghi nhận tại biên bản. Đối với những khu nhà ở kết hợp cho thuê thì việc thay đổi toàn bộ hạ tầng về an toàn phòng cháy chữa cháy không phải là chuyện một sớm một chiều. Đòi hỏi tài chính, nguồn lực rất lớn, cần có lộ trình để giải quyết từng phần một. Dự kiến thành phố Hà Nội sẽ hoàn thành rà soát, kiểm tra 100% cơ sở nhà trọ trên địa bàn trước ngày 15 tháng 6.